Hello everyone. My name is Hoàng Thị Thơ and I'm a teacher of English at Teton Primary School. Hôm nay cô sẽ giúp các con ôn lại kiến thức trong ba hai buổi học vừa rồi nhé. Now let's get started. Để chào hỏi một ai đó chúng mình sẽ nói gì nào? Hello. 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 Hai tiếng đúng nào? Hello. Tay các bạn đâu, giơ lên và làm cùng cô luôn nhé. Hello, hello. Vậy khi các con muốn tạm biệt một ai đó thì chúng mình có nói hello không? No, we don't say hello, we say goodbye. 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 Hello, Lily. Hello, Lily. Hello, Lola. Hello, Lola. Do we say hello? No. We say goodbye, goodbye. Và đây là mệnh lệnh mà cô thường hay sử dụng ở trong lớp. Các bạn nhìn thấy cô đưa tay lên trên và cô nói stand up, stand up. Thì chúng mình hãy đứng lên nhé. Mời các bạn nghe và nhắc lại theo cô nào. Stand up, stand up. Stand up. Còn nếu các con nói nối âm thì chúng ta sẽ có stand up, stand up. Vậy cô đưa tay từ trên cao xuống thì cô mời các bạn làm gì nào? Yes. Sit down, sit down, sit down. Các bạn hãy ngồi xuống nhé. Sit down, stand up, sit down. Stand up, sit down. Listen, listen. Các bạn để tay của mình vào vành tai nào. Hãy làm động tác và nói theo cô nhé. Listen, listen. Stand up, sit down, listen. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau ôn lại 5 từ trong 2 buổi học vừa rồi nhé. Hello. Hello. Goodbye. Goodbye. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Listen. Listen. Vậy là chúng mình đã ôn lại cách phát âm của 5 từ trong 2 buổi học vừa rồi đúng không nào? Về nhà các bạn hãy xem lại đoạn video này và nghe phát âm lại ở nhà các con nhé. Goodbye, see you.